Sao Nam Việt và những phản ứng đáng mặt đàn ông khi vợ bị chê già và xấu. Đan Trường, Tuấn Tú và Hoàng Anh đều đứng về phía vợ, phân tích lý giải cho fan hiểu rằng tính cách con người quan trọng hơn bề ngoài. Hoàng Anh sinh năm 1986, là diễn viên điện ảnh và kịch nói. Anh từng tham gia nhiều vở kịch ăn khách tại sân khấu ID Cup. Trong lĩnh vực phim ảnh, Hoàng Anh đóng rất nhiều phim như Đam Mê, Ký Túc Xá, Hoa Nắng, Cô Thắm Về Làng. Anh là bạn thân của diễn viên Hùng Thuận, Thanh Bình, chồng Ngọc Lan. Mới đây, diễn viên Hoàng Anh đã tổ chức đám cưới vào 25 tháng 2 tại quê nhà Long An. Vợ mới cưới của anh là Việt Kiều, tên Quỳnh Như. Hoàng Anh và Quỳnh Như quen nhau qua sự mai mối của mẹ vợ. Bà yêu thích những vai diễn của anh nên nhắn con gái xem, không ngờ cô cũng trở thành fan của anh. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Anh khoe vợ, nhiều khán giả liên tục bình luận, chê bai cô già, mập, xấu, không xứng đôi với nam diễn viên. Trước ý kiến của khán giả, Hoàng Anh đã lên tiếng, khi tôi đồng ý lấy em, tôi biết rằng sau lưng tôi sẽ có không ít những lời nói ra nói vào, chê bai miệt thị. Sẽ là không sao, vì tình yêu của chúng tôi đã đủ lớn để vượt qua tất cả và luôn hướng về phía trước. Tôi sẽ sống cho mọi người trên phim ảnh, sân khấu, còn ngoài đời tôi đang sống cho tôi và cho gia đình tôi. Diễn viên Cô Thắm Về Làng nói thêm, khoan vội đánh giá người con gái bên cạnh anh mà hãy thử tiếp xúc với cô ấy một lần, sẽ biết được rằng anh yêu cô ấy ở điểm nào. Hãy đặt lên bàn cân và so sánh, cưới một người vợ đẹp về, ở nhà phần lớn thời gian chỉ biết nghĩ đến phấn và son. Hãy cưới một người phụ nữ bình thường, lúc nào cũng luôn nghĩ đến mẹ chồng, chăm lo cho gia đình chồng, chung tay phụ mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất, bạn sẽ chọn ai? Hoàng Anh nhận xét, vợ sắp cưới hiền lành và tâm lý. Tuy cô không xinh đẹp như các người yêu trước của anh, nhưng có tấm lòng nhân hậu, nên anh muốn gắn bó cả đời với cô. Không cần vợ đẹp, không cần vợ giàu, không cần vợ sang, Việt Kiều không quan tâm, chỉ cần mẹ chịu, mẹ đồng ý. Nhưng điều quan trọng là bản thân cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần hiểu nhau, và khi tình yêu đã đủ lớn, thì đến lúc đó nhan sắc cũng không quan trọng. Đan Trường, năm 2013, Đan Trường hé lộ ảnh cưới và thông tin về ngày tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, không lâu sau, trên cộng đồng mạng đã có nhiều bàn tán bình phẩm về nhan sắc bà xã tương lai của anh. Không ít ý kiến cho rằng, dù kém anh Bo 10 tuổi, nhưng Thủy Tiên lại không sở hữu gương mặt trẻ trung như sự kỳ vọng của nhiều người. So với nét baby của Đan Trường, vợ anh khá già dặn, không hề tương xứng với anh về ngoại hình. Trước những lời bình luận này, giọng ca Kiếp Ve Sầu đã gửi một bức thư đến fan trên Facebook. Trong đoạn xa tết dài gửi fan, Đan Trường bức xúc. Thời gian qua có nhiều ý kiến bình luận không hay về anh và Thủy Tiên. Nhưng không vì vậy mà tình cảm của anh và các em thay đổi. Anh chỉ muốn nhắn nhủ những người bình luận không có thiện chí là đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu. Vì cũng có nhiều người lấy người đẹp rồi chia tay. Ở đây, anh chọn là những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Đẹp là ở tâm hồn, đẹp là ở cư xử và sự giỏi giang. Đẹp là biết lễ nghĩa công dung ngôn hạnh của người con gái. Nếu mình chỉ biết chọn cái đẹp cho bề ngoài, thì thử hỏi một ngày nào đó người ấy xấu đi thì mình còn yêu được nữa hay không? Cũng trong lá thư gửi fan, Đan Trường an ủi rằng dù có lấy vợ, anh cũng sẽ không quên công việc chính là ca hát. Các em yên tâm, khi anh có gia đình rồi anh vẫn đi hát, nhưng không liên tục được nữa. Tuy nhiên, anh sẽ có thời gian để đầu tư và ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất. Anh Bo cũng không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả, bởi họ đã dành cho anh từng ánh mắt nụ cười trìu mến trong nhiều năm qua. Hiện tại, Đan Trường có cuộc sống hạnh phúc bên vợ, gia đình anh vừa đón con trai đầu lòng. Tuấn Tú là một MC nổi tiếng của Chiếc Nón Kỳ Diệu, tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình, lại đã từng có một mối tình tốn nhiều giấy mực với một MC. Chính vì thế, khi nghe tin Tuấn Tú lấy vợ, không ít khán giả bị sốc. Mọi người đều băn khoăn tìm hiểu, không biết cô gái nào may mắn có được trái tim của anh chàng đa tài. Tuy nhiên, khi chứng kiến ảnh cưới của Tuấn Tú, đã có những ý kiến tỏ ra thất vọng. Bởi vợ của Tuấn Tú không chỉ bằng tuổi, mà còn có một nhan sắc không thực sự nổi bật như những cô bạn diễn, đồng nghiệp mà MC này vẫn làm việc cùng nhau. Biết được những lời ra tiếng vào về đám cưới của mình, Tuấn Tú luôn tỏ ra yêu thương vợ. Trong đám cưới, anh liên tục giới thiệu Huyền là bà xã và dành những lời khen ngợi cho vợ mới cưới. Huyền, bà xã tôi bây giờ là một cô gái rất bình thường và nhờ điều này tôi cảm nhận được tương lai gia đình ở cô ấy. Điều những người cũ của tôi chưa mang đến cho tôi khi yêu họ. Từ ngày lấy vợ, cân nặng cứ tăng vù vù. Sở dĩ tôi được như thế là vì cuộc sống cá nhân đã ổn định hơn. Ăn uống, ngủ nghỉ và các thói quen khác đều rất có giờ giấc và có người chăm lo đàng hoàng, chứ không thất thường như trước. Ngay cả trách nhiệm sống cũng khác rất nhiều.
Bây giờ tôi không chỉ sống cho bản thân mà còn là vì vợ. Vợ tôi tuy không phải làm trong lĩnh vực truyền hình, nhưng cô ấy từng du học ở nước ngoài nên hiểu biết chút ít về công việc của tôi. Đặc biệt, cô ấy sống rất cởi mở và chia sẻ, bởi vậy tôi luôn cảm thấy mình được quan tâm và thấu hiểu. Tôi sợ nhất là cả hai vợ chồng cùng đi diễn về, không biết giải thích với nhau như thế nào. Hiện tại, vợ chồng Tuấn Tú, Thanh Huyền hạnh phúc bên con trai đầu lòng gần 2 tuổi. Đặc biệt, sau khi lấy vợ, công việc của Tuấn Tú cũng thăng tiến nhanh chóng. Sức hút của vợ chồng Trấn Thành, Harry Won có được nhờ bị ném đá. Cặp vợ chồng son hot nhất showbiz Việt này sẽ phải làm gì để giữ được sức nóng của mình với người hâm mộ sau đám cưới? Ở thời điểm hiện tại, thật khó để quả quyết 100% dư luận tin tưởng vào chuyện tình của Harry Won và Trấn Thành. Bởi phần nào đó, cuộc sống của họ xây dựng bằng gạch đá và cả sự hoài nghi. Tuy nhiên, sau những tranh cãi, nghi vấn, điều khán giả luôn thấy bây giờ là một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc, sống hòa thuận, suôn sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu và cùng chăm chỉ lao động để xây dựng sự nghiệp riêng. So với thời điểm trước, lượng anti-fan của cặp đôi cũng giảm dần khi nhiều người tin vào chuyện tình cảm của Harry Won và Trấn Thành là thật sự, không tính toán. Tuy nhiên, ngẫm lại những bão bùng suốt một năm qua, không thể phủ nhận gạch đá là giúp cả hai trở nên có sức hút hơn với truyền thông và khán giả. Trấn Thành vốn dĩ đã là MC nổi tiếng, hoạt ngôn và đắt show trong showbiz Việt. Nay có ghi điểm thêm vì cách chăm vợ và độ lãng mạn qua những bức ảnh ngập tràn trên Facebook. Tự nhận mình là người cảm xúc hơn bất cứ ai, cách anh thể hiện sự yêu chiều bà xã cũng theo hướng đặc biệt. Sự xuất hiện của Trấn Thành cũng dày đặc hơn trên sóng truyền hình, bất kể bị dư luận đánh giá là nhẵn mặt trên mọi phương tiện, từ MC, diễn viên, giám khảo đến quảng cáo. Harry Won cũng có bệ phóng khi trở thành vợ của chàng MC lắm chiêu, nhất nhì showbiz. Không quá lời khi nhận xét sự nghiệp hiện tại của cô ca sĩ Hàn Quốc gốc Việt, có sự giúp đỡ lớn từ ông xã. Từ chuyên môn đến định hình hướng hình ảnh, gu thời trang, hàng loạt ca khúc mới ra đúng thời điểm bão bùng chuyện tình cảm ngày càng được chú ý. Gần đây, nhân dịp 8 tháng 3, cặp vợ chồng son còn thực hiện MV ca nhạc, ghi lại khoảnh khắc sau hơn 2 tháng về chung một nhà và nhận được bão like từ khán giả. Cả về khoản chạy show của Harry Won cũng không kém ông xã. May mắn thay, Harry Won có được mẹ chồng tuyệt vời nên việc làm dâu xứ Việt của cô cũng đỡ phần nào. Chưa kể còn được mẹ chồng chăm sóc ngược lại. Mới đây trong một cuộc bình chọn, Harry Won đã đứng vị trí thứ 2 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực trên mạng xã hội khi được chú ý trong suốt năm 2016, vượt mặt cả đàn chị Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh và Đông Nhi. Sức hút truyền thông hiện tại có lẽ là thước đo hiệu quả nhất về độ nóng của cặp vợ chồng. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra hậu đám cưới cả hai còn gì để khoe ngoài chuyện tình cảm ai cũng biết. Dưới góc nhìn của người viết, sức hấp dẫn của Harry Won và Trấn Thành với khán giả vẫn còn dồi dào, thậm chí sẽ là mới mẻ với truyền thông khi đi sâu vào chuyện vợ chồng. Chuyện con cái, đây là câu hỏi mà không ít phóng viên thay mặt khán giả chất vấn cặp vợ chồng mới cưới. Một phần vì sự tò mò khi cả hai đều là nghệ sĩ có tên tuổi, tự nhận cả hai đều rất yêu thích trẻ con nên chuyện con cái với họ vẫn còn là duyên trời. Bên cạnh đó, cũng không ít người lo lắng cho kế hoạch tăng nhân khẩu của cả hai khi tần suất chạy show của Trấn Thành và Harry ngang ngửa. Trong bài phỏng vấn gần nhất, Harry kể, có những lúc hai vợ chồng đi làm từ sáng sớm, đến nửa đêm mới về nhà, gặp nhau trên giường chỉ toàn kể chuyện cười để xua tan mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi. Thậm chí Harry thừa nhận vì bận rộn nên cặp vợ chồng son này vẫn chưa có tuần trăng mật đúng nghĩa. Thế nên sự mong chờ cho quả ngọt từ mối tình này có lẽ sẽ khá dài đối với fan của cả hai. Điểm lại trong showbiz, dù các nghệ sĩ nữ khi đã sinh con sẽ khó lòng phát triển nghệ thuật một cách toàn tâm vẹn toàn, nhưng bù lại họ hấp dẫn khán giả với vai trò mẹ bỉm sữa, thế nên chuyện con cái sẽ là mảnh đất mà khán giả chú ý về họ. Thực tế cho thấy, dù nghệ sĩ hoạt động với tần suất cao, nhưng hầu như khán giả lại thích soi đời tư cá nhân hơn là thành quả nghệ thuật. Sau hàng loạt những mối tình showbiz tan vỡ như mưa rào thời gian qua, nhiều người lại càng chú ý những cặp đôi còn sót lại trong showbiz, điển hình như Sean và Ri. May mắn hiện tại trong giai đoạn mới cưới, cả hai vẫn luôn ngập tràn cảm xúc. Chưa kể với một người lãng mạn và cảm xúc như Trấn Thành, khả năng Harry sẽ khóc vì hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn khi đã là vợ chồng. Giờ đây khán giả sẽ quan tâm họ nhiều hơn bởi cách họ yêu nhau, giữ lửa hạnh phúc và hâm nóng cảm xúc để có tổ ấm ngọt ngào. Những chuyện mâu thuẫn vợ chồng được hóa giải ra sao, những cách yêu chiều vợ khó tính thế nào cũng sẽ trở thành đề tài để khán giả theo dõi.
Dù hiện tại vẫn còn quá sớm để quả quyết cả hai sẽ hòa thuận lâu dài khi cặp đôi này chỉ mới đám cưới 3 tháng, nhưng hạnh phúc về sau vẫn còn tùy thuộc vào cách yêu của từng người. Tất nhiên khán giả sẽ càng quan tâm vấn đề này nhiều hơn. Sự nghiệp thăng hoa hay tụt dốc? Thường đã là nghệ sĩ nổi tiếng, kết quả của cuộc hôn nhân ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp và cũng trở thành thứ dễ buôn chuyện trong showbiz. May mắn ở hiện tại, chưa một dấu hiệu nào cho thấy Harry và Trấn Thành tụt dốc trong sự nghiệp. Ngược lại, họ phối hợp ăn ý cùng nhau, tạo ra cặp đôi có sức ảnh hưởng trong mọi dự án. Gần nhất, MV quay chung từ giây phút đầu được đánh giá đã là thành công. Bộ phim 49 ngày 2 của Harry ra mắt sau đám cưới cũng được đánh giá tốt về diễn xuất, dù kịch bản vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Trấn Thành vẫn đắc show như thường lệ, thậm chí còn nhiều kế hoạch hơn trong 2017. Với mỗi nghệ sĩ, việc tạo ra sức hút cá nhân với khán giả đôi lúc cần có sự tính toán một cách hợp lý, bởi đó là cách họ nuôi giữ hình ảnh dài lâu. Với Harry và Trấn Thành, tuy bão bùng đã đi qua, nhưng sự mong đợi về tình yêu hiện tại lâu bền sẽ là điều mà khán giả theo dõi họ nhiều hơn nhất.